Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nick Vesti trích dẫn tuyên bố của dịch vụ báo chí của cơ quan an ninh Ukraina SBU cho biết, gián điệp bị bắt được xác định là một quân nhân tại ngũ của quân đội Ukraina. Người này định cho chất độc vào nước tắm của các chỉ huy đơn vị chiến đấu ở Zaporizhia. Các nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine đã vạch trần mối liên hệ của quân nhân này với cơ quan đặc biệt của Nga và ngăn cản người này thực hiện kế hoạch. Theo cơ quan an ninh Ukraine, viên quân nhân làm gián điệp cho Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Moscow, những nơi triển khai và di chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo điều tra, nghi phạm được Nga tuyển dụng thông qua bố mẹ của Anh, những người sống ở khu vực do Nga kiểm soát vùng Lugansk. Bố mẹ của nghi phạm được cho là đã bị chính quyền Nga yêu cầu phải thuyết phục con trai làm việc cho họ. Trong một thông báo hồi tháng trước, SBU cho biết đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do Bộ phận Phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB hoạt động tại Ukraine điều hành. Năm người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR, đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SBU đang công tác. Theo SBU, năm nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven biển đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine theo văn phòng công tố Kiev. Trong cuộc chiến gián điệp với Nga, tờ New York Times tiết lộ cho rằng cơ quan tình báo trung ương CIA của Mỹ đã biến Ukraine thành một trong những tài sản lớn của họ trong việc do thám Nga trong hơn một thập kỷ trôi qua kể từ cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Tờ báo dẫn lời một loạt quan chức hiện tại và cựu quan chức ở Mỹ, Ukraine cho biết các chuyên gia Mỹ đã tài trợ và tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ của quốc gia thuộc Liên Xô cũ và biến Kiev thành một phần của liên minh bí mật chống lại Moscow và châu Âu. Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ gián điệp bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi loại thông tin về Nga cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong Nga. Theo tờ báo, CIA và các cơ quan tình báo của Mỹ khác cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Các đặc vụ tình báo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của Kiev trước việc Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Các đặc vụ CIA vẫn ở một địa điểm nhất định ở phía tây Ukraine, trong khi Mỹ đang sơ tán nhân viên khỏi nước này trước cuộc xung đột. Ivan Bakanov, một cựu lãnh đạo khác của SBU, nói với NIT, nếu không có họ, chúng tôi sẽ không có cách nào chống lại người Nga. Ngày 12 tháng 3, hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Bratislava của Slovakia để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine và phản đối chính sách với Nga của chính phủ nước này. Theo hãng tin Reuters, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 2023, chính phủ của thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích mạnh mẽ viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy quan hệ với Nga về cả văn hóa và chính trị. Ngoại trưởng Slovakia Zuras Blana cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Đây là một cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU với Nga kể từ khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Có khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành, được mô tả là ôn hòa. Cuộc tuần hành bắt đầu với tiếng còi báo động không kích nhằm thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Thủ tướng Fico cũng thường xuyên phải đối mặt với các cuộc biểu tình, phản đối chính sách của ông, nhưng cuộc tuần hành hôm 12 tháng 3 là hành động đầu tiên nhằm vào chính sách đối ngoại của Thủ tướng Slovakia đương nhiệm. Trước đó, Slovakia cũng từng ủng hộ lập trường của Hungary chặn viện trợ tài chính của EU cho Ukraine vào hồi tháng 1 năm 2024. Hai nước cũng tuyên bố sẽ hợp tác với nhau để phản đối một số quyết định của Brussels. Thủ tướng Slovakia cũng lặp lại rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine không thể giải quyết bằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Fico nói, hãy tìm một số phương pháp khác để giải quyết vấn đề này. Nếu tiếp tục viện trợ 50 tỷ euro và gửi hàng trăm loại vũ khí mới, thì chúng ta sẽ không giải quyết được điều gì. Sau cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Orbán cho rằng quan hệ giữa Hungary và Slovakia chưa bao giờ tốt như hiện tại bởi vì hai nước liên kết trong EU theo cách tăng cường sức mạnh cho nhau về thể chế, kinh tế, năng lượng và an ninh. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia, ông Orbán nhấn mạnh rằng lợi ích của Hungary và Slovakia ít nhất là 99% cùng hướng và chủ quyền là quan trọng đối với cả hai nước ông oban nêu rõ chúng tôi không hài lòng với các sáng kiến siêu nhà nước của Brussels. chúng tôi cũng không hài lòng với những nỗ lực hợp pháp hóa việc di cư bất hợp pháp chúng tôi muốn bảo vệ biên giới của mình và chúng tôi muốn quyết định sẽ cho phép ai vào đất nước của chúng tôi về phần mình, ông Fico nhấn mạnh rằng Slovakia và Hungary có chung quan điểm về tương lai của EU liên quan đến quyền phủ quyết. Ông nói, nếu các quốc gia thành viên EU bị tước bỏ quyền phủ quyết và các vấn đề cơ bản như an ninh chính trị được quyết định bởi đa số, thì đó là khởi đầu cho sự kết thúc của EU. Công nghiệp quốc phòng Nga đang lên đời cho hàng loạt bom lượn điều khiển FAB-1500M54, một trong những loại bom thông thường mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Người ta nghi ngờ rằng đằng sau việc Ukraine tuyên bố liên tiếp bắn rơi 15 máy bay chiến đấu, trong đó có 11 máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga là do đã mạo hiểm bố trí một số lượng nhỏ hệ thống phòng không tầm xa như tên lửa Patriot để phục kích và chờ cơ hội bắn hạ các chiến đấu cơ của Nga ở khu vực tiền tuyến. Nhờ vậy, phòng không Ukraine đã bắn hạ được máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50, nhưng chưa thể ngăn chặn hoàn toàn lực lượng máy bay chiến thuật Nga thả bom dẫn đường xuống khu vực mặt trận rộng lớn. Hiện nay, chỉ có một số ít hệ thống phòng không tầm xa có thể đe dọa Su-34, còn các hệ thống phòng không giã chiến tầm trung và tầm ngắn của Ukraine không thể làm gì được chúng vì khoảng cách quá xa. Đây là một lợi thế vượt trội khác của Nga trong cuộc xung đột này. Để chống lại các mối đe dọa từ bom lượn của Nga, Ukraine có thể chỉ giải quyết được bài toán này dù chỉ một phần khi tiêm kích F-16 tham chiến trong tiền lệ, cả không quân Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ từng sử dụng tiêm kích F16 để phục kích trên không và bất ngờ phóng tên lửa tầm trung AIM-120 bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ và của cả Nga lẫn Syria. Tuy nhiên, có hai điều kiện quan trọng để không quân Pakistan và không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến hành rình dập trên không là. Thứ nhất, họ có sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm. Thứ hai, họ dựa vào địa hình đồi núi phức tạp để lập vùng chờ, ẩn nấp kỹ cho tới khi có tham số mục tiêu mới đột ngột xuất hiện và phóng tên lửa. Liệu không quân Ukraine có thể đạt được kết quả tương tự sau khi nhận được tiêm kích F-16 hay không? Tại thời điểm này, khó có thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Cũng liên quan tới tình hình ở Ukraine vừa qua, Nick Fetty, trích dẫn tuyên bố của Dịch vụ Báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết, vừa bắt giữ một gián điệp là quân nhân tại ngũ của quân đội Ukraine. Người này định cho chất độc vào nước tắm của các chỉ huy đơn vị chiến đấu ở Zaporizhia. Các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine đã vạch trần mối liên hệ của quân nhân này với cơ quan đặc biệt của Nga và ngăn cản người này thực hiện kế hoạch. Theo cơ quan an ninh Ukraine, viên quân nhân làm gián điệp cho Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Moscow, những nơi triển khai và di chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo điều tra, nghi phạm được Nga tuyển dụng thông qua bố mẹ của anh, những người sống ở khu vực do Nga kiểm soát vùng Lugang. Bố mẹ của nghi phạm được cho là đã bị chính quyền Nga yêu cầu phải thuyết phục con trai làm việc cho họ. Ba Lan sẵn sàng trở thành tiền đồn của NATO trong trường hợp căng thẳng bùng phát. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan Tướng Karol Dimanowski tuyên bố 300.000 binh sĩ NATO đang ở mức sẵn sàng cao để tái triển khai tới Ba Lan. Ông Dimanowski nói rõ, trước đây có 40.000 binh sĩ được huấn luyện để trở thành lá chắn của NATO, nay con số tăng lên thành 300.000 quân nhân trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Những binh sĩ này sẽ đến Ba Lan không phải sau khi xung đột bắt đầu mà là trước khi xung đột nổ ra. Ba Lan gần đây tỏ ra là thành viên NATO tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Moscow. Họ tự coi mình là tiền đồn của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng cho biết binh sĩ NATO đã hiện diện tại Ukraine. Ngoại trưởng Sikorski nói: "Binh sĩ của các nước NATO đã ở Ukraine và tôi muốn cảm ơn các nước đã chấp nhận rủi ro như vậy". Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ tên các nước này. Việc NATO triển khai quân ở Ukraine là đề tài bàn luận sôi nổi thời gian qua, sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi cuối tháng 2 nói không loại trừ khả năng này. Ông Macron khi đó nói cho biết vấn đề chính là chưa có sự đồng thuận trong NATO. Ba Lan ban đầu phản đối việc đưa quân đội NATO đến Ukraine, nhưng sau đó đã điều chỉnh lập trường đôi chút. Sau phát ngôn của tổng thống Pháp, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói Ba Lan không có ý định đưa quân sang nước láng giềng Ukraine. Theo ông Tus, Warsaw nên tập trung hỗ trợ tối đa cho năng lực quân sự của Kiev. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky lại cho rằng sự hiện diện của lực lượng NATO tại Ukraine không phải là điều không thể tưởng tượng. Lãnh đạo các nước trong khu vực Baltic như Lithuania, Latvia và Estonia bày tỏ sự ủng hộ cho việc đưa binh sĩ NATO đến Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước NATO ở châu Âu khác như Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Tây Ban Nha và Ý đã phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto trong một bài báo đã nói Pháp và Ba Lan không thể phát ngôn thay cho cả khối NATO về vấn đề này. Bộ trưởng Crosetto cho rằng việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine đồng nghĩa với việc dấn thêm một bước gia tăng từ một phía sẽ chặn lối giải quyết bằng ngoại giao tổng thống mỹ joe biden trong một bài diễn văn toàn quốc mới đây khẳng định mỹ sẽ không đưa quân đến ukraine canada cũng nói sẵn sàng đưa quân đến nhưng chỉ để huấn luyện ở khu vực cách xa tiền tuyến